Welcome back to my channel Cường Canh Cúc Official. Chào mừng các bạn đến với kênh của chú Cường nha. Hôm nay cùng chú Cường trải nghiệm đi phà chợ Vàm An Hòa, nói liền giữa tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp. Từ Sài Gòn mình đi theo quốc lộ 1A tới thành phố Tân An, mình sẽ rẽ tay phải đi theo quốc lộ 62 qua huyện Thạnh Hóa, huyện Tân Thạnh và đến huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Quãng đường di chuyển của mình tầm khoảng là 159 cây số. Khi bước vào địa phận huyện Tân Thạnh của tỉnh Long An, mình sẽ thấy được là rất là nhiều cánh đồng lúa rộng mênh mông, nhìn rất là đẹp. Cuối cùng thì mình cũng đã tới được bến phà. Ở đây thì giá vé là 8.000 đồng, bao gồm một chiếc xe máy và hai người. Phà ở đây thì mình thấy khá là lớn, chở được xe tải rồi xe khách. Nhưng mình thấy ở đây có một điều bất cập, đó là xe lớn sẽ không có được quay đầu, nên là khi mà xuống phà là tất cả là sẽ dè cái phần đuôi xe trước, để mà họ chút xíu ngược đi ngược lên thì đi chạy thẳng luôn. Và có một điều đáng lưu ý cho những bác tài xế mà chạy xe 4 chỗ trở lên á, khi mà mình lên xuống phà sẽ có một nhân viên lấy cái cây gỗ kê vô để cho xe mình dễ lên xuống, rồi một hồi chút xíu nữa lại xin tiền thêm, là tiền ngoài không có nằm ở trong tiền vé. Mình thấy nó điều đó rất là nhiều người phản ánh rồi, tuy nhiên là vẫn chưa giải quyết triệt để. Sau khi mà mình ngồi đợi trong khoảng 15 phút để phà đầy thì cuối cùng cũng được di chuyển, thì khoảng cách mà giữa hai bên bờ sông là tầm khoảng 3 cây số, và mình sẽ mất là 15 phút để ngồi phà. Ngày xưa thì mình đi miền Tây á, mình sẽ biết rất là nhiều cái phà nối liền giữa những tỉnh với nhau, ví dụ như phà Rạch Miễu nối liền giữa Tiền Giang và Bến Tre, hoặc là phà Cần Thơ nối liền giữa Vĩnh Long và Cần Thơ, hoặc là phà Vàm Cống và Cổ Chiên. Ngày nay thì kinh tế rất là phát triển và những cái cầu dây văng dần thay thế những cái phà, nên hiện tại thì số lượng phà nối liền giữa những cái tỉnh thành là rất là ít, và mình nghĩ là trong tương lai gần thì cũng sẽ thay thế bằng những cái cầu rất là hiện đại. Nhưng với những người hoài niệm hoặc những người xa quê thì những chuyến phà luôn để lại một cái dấu ấn rất là sâu đậm trong lòng những người xa xứ. Với những chuyến phà lớn ấy, thì ngoài vấn đề là mình di chuyển ở trên phà xong thì trên này mình sẽ thấy được là buôn bán rất là nhộn nhịp, thì bán nước này, bán đồ ăn vặt nè, hoặc là bán vé số. Ở quê ấy, thì mình thấy cái gì cũng rẻ hết, ví dụ như một chai nước suối có giá có 5.000 đồng, còn mình uống một chai nước ngọt thì có giá là 12.000 đồng, 13.000 đồng thôi, chứ cũng chưa tới nỗi là 15.000 đồng nữa. Mình có mua một cái bịch là càng cua hấp, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Ở đây là chắc chắn là cua đồng rồi. Nhớ hồi nhỏ mình đi bắt cua, bắt cá, bắt được con cua mà càng bự này nè, lúc mà nướng hoặc hấp luộc lên á thì chỉ trông đợi là được ăn được cái càng thôi, còn bây giờ tao bán nguyên một cái bịch là càng không luôn. Khi mà mình chạy một cái quãng đường xa thì mà tới những cái phà này mình cảm giác rất là thích thú. Thứ nhất đó là mình nghỉ ngơi này cho đỡ mệt hơn, rồi xe của mình cũng có thể nằm mát hơn, và mình có thời gian 5 đến 10 phút, đôi khi là 20 phút mình ngắm cảnh đồ này nọ thì rất là thoải mái. Phà chợ Vàm thì một bên là xã An Hòa, huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp, còn một bên là huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Nếu mà mình để ý, mình sẽ thấy được là nước sông ở đây là đục ngầu màu phù sa, thì khu vực này là cũng gần với lại là đầu nguồn của sông Cửu Long đổ về, nên những cái sản vật mà nước nổi thì ở đây rất là phong phú. Nếu mà kể về bông hoa thì ví dụ như có bông điên điển nè, rồi bông súng nè, bông xua đũa, hoặc là rau muống, hoặc là lá hẹ nước. Còn nếu mà cá thì nổi tiếng nhất sẽ là cá linh nè, rồi cá tra dầu, hoặc là cá lóc, cá rô, cá sặc. Tất cả các loại cá mà mình vừa liệt kê á thì thật sự thì lúc nào ở miền Tây cũng có hết, nhưng mà nếu mà vào nguồn nước nổi, nước lũ á thì nơi đây thì cá là nhiều nhất, và những con cá này thì rất là mập, tại vì thường thì nó sống ở ngoài sông, còn nếu mà nước ngập á thì nó sẽ tràn vào đồng và sẽ ăn được cái những cái hộp lúa mà rụng lúc mà người dân gặt rồi, nên là con nào con nấy cũng mập mạp béo ú, và đặc biệt là mùa nước lũ thì cá lớn rất là nhanh. Mình đi là ngay cái thời điểm là trời nắng, và thứ nhất, thứ hai nữa là con nước nó đang đứng chứ không phải là nước rộng nước lớn, nên mình thấy là mặt sông rất là im ả. Tuy nhiên là nếu mà mình trường hợp mình đi vào cái điểm là mùa mưa hoặc là gió lớn này thì sông ở đây gọi là cuồn cuộn sóng, và bạn nào mà không có quen thì cảm giác rất là sợ. Thật sự là trước giờ mọi người sẽ sợ nhất là sóng biển đánh, nhưng mà nếu mà thấy được là sóng mà ở trên đồng hoặc là trên sông của miền Tây mà đánh vào mùa nước lũ á, thì nó cũng kinh khủng y chang như là sóng biển.
mình thấy cái phà mình đi là đã lớn rồi, nhưng mà khi mà những cái tàu mà chở hàng nó đi ngang của mình thì mình thấy mấy cái tàu chở hàng nó còn lớn hơn gấp mấy lần. Khi mà mình ngồi ở trên phà này nè, mình sẽ nghe được rất là nhiều câu chuyện của những người mình tưởng là thân quen, quen biết bà con hàng xóm, nhưng mà là những người xa lạ thôi. Thì theo cái kiểu mà người miền Tây của mình rất là phóng khoáng, rất là cởi mở. Mình ngồi chút xíu rồi có người lại hỏi mình liền, ừ em ở đâu tới, nhìn không thấy người phải là người ở đây nè, rồi đi đâu vậy, rồi nói chung là rất là niềm nở. Câu chuyện mà những người ở đây hay hỏi là về ruộng vườn nè, về con cái, chuyện học hành. Theo đại đa số những cái suy nghĩ của người miền Tây của mình á, khi mà hỏi những câu đó không phải là người ta nhiều chuyện, người ta tò mò tọc mạch đâu, mà đó là thể hiện sự quan tâm. Còn nếu mà những người bạn nào mà hướng nội á thì lại không có thích nghe những câu đó thì mình có thể là mình bỏ qua. Còn nếu mình nghĩ đơn giản phóng khoáng hơn á thì mình hoàn toàn mình có thể mình trả lời rất là vui vẻ. Hiện tại thì miền Tây của mình là đang trong mùa nước nổi. Thì thường nước nổi của miền Tây của mình là bắt đầu từ tháng 7 tới khoảng tháng 10 hàng năm. Còn nếu mà trường hợp mình tính theo lịch dương á, thì tầm khoảng là tháng 8 tới tháng 11. Nếu mà bạn nào thích cảnh sông nước miền Tây và mùa nước nổi, tại vì mùa nước nổi của miền Tây của mình thì có rất là nhiều điều đặc biệt mà những mùa khác sẽ không bao giờ có được. Ví dụ như là những cánh đồng hẹ nước ở huyện Tân Thạnh hoặc là huyện Mộc Hóa của tỉnh Long An. Và mùa nước lũ cũng là mùa Âu Chính, một đặc sản rất là nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Hoặc là mình trải nghiệm là bơi xuồng, hái bông súng, hoặc là bông điên điển, hoặc là bông xua đũa. Và đặc biệt là những khu du lịch ở miền Tây, khi mà mùa nước lũ về mình mới cảm nhận được hết cái vẻ đẹp, vẻ hoang sơ cũng như là sự trù phú của sản vật ở miền Tây. Ví dụ như là khu du lịch Gáo Dòng nè, rồi rừng Tràm Trà Sư, hoặc là kinh Vĩnh Tế, vườn quốc gia Tràm Chim. Đặc biệt là ở Long An là sẽ có là làng nổi Tân Lập. Và thật sự là thiếu sót nếu mà mình đã kể những cái điểm du lịch ở miền Tây vào mùa nước nổi mà mình không có nhắc đến những món ăn, những đặc sản ở miền Tây thì rất là thiếu sót. Một số cái món ăn rất là nổi tiếng, ví dụ như là lẩu mắm nè, là cá lóc nướng, hoặc là lẩu cá kèo, hoặc là vịt nấu chao. Nếu mà những mùa khác á thì món ăn thì nó cũng có, nhưng mà nó sẽ không có phong phú và đa dạng với những cái món rau ăn kèm, ví dụ như là rau nhút nè, hoặc là bông điên điển nè. Còn những nguyên liệu chính, ví dụ như cá thì sẽ mập hơn nè, béo hơn. Còn vịt thì mình sẽ thấy được là ăn rất là nhiều tôm, cua, ốc ở ngoài đồng nên là thịt sẽ chắc hơn.